Hello mọi người, quay trở lại với mọi người đây. Chào mừng mọi người trở lại kênh KD Cuộc Sống Mỹ, KD Cuộc Sống Mỹ. Nay mình lại đi qua mạc đó, đi qua mạc. Cái này là ghế bàn ghế 43 đồng 94, 44 đồng, chẳng 44 đồng. Ok, ở khu này là vải may mặc, vải quá trời vải nữa. May mặc thêu thủ này nọ. Khu này là nước ngọt, bánh trái, chip, snack. Đọc tiếng Mỹ là snack. Nhưng mà đọc tiếng Việt dễ cho dễ. Đó, sữa, đồ đông lạnh. Đó, sữa có chai sữa đúng không? Nguyên một hàng sữa, sữa eo mình, sữa hạt dẻ. Giờ nó làm sữa hạt dẻ nhiều. Nó giờ gật quá trừng luôn nha, quá trời luôn. Đủ loại thơm, dâu rồi chuối, dâu dừa chuối nè. Đây cái này dừa dâu dừa chuối nè. Đúng không? Thứ. Quả vải 95%. Ở đây là bánh quy, bánh đậu phộng. Đây bánh đít. Đây là bánh nước cam, nước chanh. Đó, nước chanh. Còn cái kia nước ép. Cái này là xúc xích, hot dog xúc xích. Bánh trần đã luôn. Bơ. Quá trời bơ nè. Bơ này hộp bự luôn. Nó hộp bự nè, ăn mệt nghỉ luôn. Đó, hộp bơ bự nè, ăn mệt nghỉ luôn. Đó, cái này bánh mì, bây giờ ngứa mắt quá, mình gãi không được. Cầm 2-3 tay không gãi được. Thả cái này xuống nè. Ây da, nó ngứa. Ây da, nó ngứa. Đó. Cái lỗ mắt nó sao. Cheese. Còn mấy phần trăm nữa? 91. Đó, cheese. Đó, cái này cheese. Đó, cái này cheese. Chi cắt nhuyễn làm gì? Xay nhuyễn cắt mỏng. Để ăn với... Để gấp trên pizza, trên bánh, trên đồ. Dạ. Trên cái gì? Còn chi là rất dễ pizza rồi spaghetti mì Ý rồi taco bell đồ mẻ, đồ Mỹ, đồ Ý, shot là muối. Cá này ngon, xoài là gì? Phi lê. Ôi, sủi đôi. Tớ mắt. Thiệt luôn á. Cái này lò nướng mini.
rồi nướng để đem đi, đem ra đường, đem ra đi cắm trại rồi. Đây là gà, đùi gà bảy đồng 77, 5 đô đùi gà là 5 đô 35, 5 đô 35. Bây giờ nó nhột, nó ngứa, cái mắt quá, ngứa cái mặt em bé. Nó thật quá đẹp đi. Nước uống, nước ép, nước tăng lực mà không có tăng lực, không có ga. Tăng lực có hai loại, bạn có ga lại thì muốn rồi tình tóc tóc nó sủi mà ăn. Tôi quay đồ ăn cho mọi người coi. Bánh rít nè, bánh rít làm kiểu mới, kiểu bánh bánh mặn, bánh bánh giống như kem mà đã không. Kem kem Oreo làm từ cái bánh Oreo. Ở đây cũng có nè, ngon. Cái bánh kẹp đen đen đó, kẹp bánh kẹp bơ, kẹp 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 kem đen đen. Cái này kẹp ống, kem xác xị cola, cherry cola. Sao ở đây nó ồn tiếng lại. Kem bên bên kia kem, còn bên này là bánh gà chiên đóng hộp, đồ ăn đóng hộp đông lạnh, mấy đồ ăn của Mỹ, của Mexico, của Ý được. Xào để cơm đủ thứ. Ngon ghiền luôn. Ăn ăn riết mọc luôn, ăn mấy cái đồ ăn của mẹ của Mỹ riết mọc luôn. Ở bên này cũng đồ ăn nữa, Mỹ thì có người ăn không. Đó, bì xà, bốn chi, bốn loại chi. Đó, bì xà, pepperoni, bì chà, đó bì chà pepperoni nè. Cái này là bánh mì mà làm kiểu bì chà, làm kẹp cái kiểu bì chà. Quá trời quá trời quá trời trời, ăn rồi. Cái này là con dog, bây giờ nó ngứa, quay mắt quá khó chịu mà đang uống nước cầm hai tay. Ra uống nước cầm hai tay không có gãi rồi, không có gãi. Đó, cái này là nugget, gọi là nugget là xích. Cái này nước ngọt, nước ngọt, nước ngọt, tăng lực, nước ngọt gì đó. Gì đây? Hold on.